cái là ve chai đi hôm qua người ta cho này là một ngày được chừng này, dùng vài ngày là bán. Cái con bán liền đâu có được nhiêu tiền. Dạ. Nhiêu tiền Chai này á, là khi mà mình đi bán là mình vẫn chở ra vừa hay sao chú? có cái nhà ở đây gỡ ra là cái thứ hai là thu nhận ve chai. Dạ. Dạ. Chú ra nó kêu nó. Dạ, nó vô nó lấy. Dạ. Tối chú lấy gì chai vậy? Dạ. Nó kêu nó vô vô gom. Dạ. Dạ. Là cứ mình dùng vài ngày nhiều nhiều là mình bán lần chú hả? Là cái đó là thu nhập chính của gia đình luôn á chú hả? Dạ. Dạ. Bán cũng gần gần khu chợ này thôi bạn chú. Dạ, bán vòng vòng chợ Tân Mỹ. Dạ, chú năm nay là bao nhiêu tuổi rồi chú nhỉ? 59 tuổi. Dạ, 59 tuổi nhưng mà nhìn nhìn là Bé già. là nhiêu tuổi chú? Bé 4 tuổi đúng không chú? Cái si á. 4 tuổi nhưng mà hôm nay nó 6 tuổi rồi. 6 tuổi rồi. À quên, mình nhầm là 4 tuổi là từ hồi mình coi cái clip cũ, quên. Trong đầu coi hồi xưa là thấy 4 tuổi đó. À 4 tuổi thì rất là dễ cưng à. Giờ 6 tuổi là bằng bé bé Linh đó. Dạ. Chú mà bé nó thích đi 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 chung mình với ve chai hay là có khi nào cho nó ở nhà cho nó khỏe với bà ngoại? Không chịu hả chú? Lúc nào cũng đi với ông ngoại à. Đi học về lát cái mua hộp cơm cho nó ăn, ăn rồi cứ 6 giờ cũng đi với chai với ngoại. Có nghĩa là bé không chịu ở nhà, cứ tối là phải đi với ông ngoại một chút để lấy ve chai, xin ve chai. Nó tại vì nó thương ngoại lắm. Thương ngoại lắm, đeo ngoài dữ lắm. Nó thương bà ngoại một chứ nó thương ngoại tới 1.000 rồi. Nó làm ngủ không ngoại làm đây nó dạ là làm sát nhà ở ngoài với chị ngoại làm kia nói với ngoại là nói chuyện thấy cưng lắm. Chút nó về chú nuôi bé từ nhỏ luôn chứ hả? Lúc mà mẹ nó mới sanh có 1 ngày là chú nuôi như thế vậy, là lúc đó chú bị tai biến rồi đó. Lúc đó chú bị tai biến xong rồi chứ đúng không chú? Bị tai biến rồi mà chứ mà nuôi nó cũng đi lấy cái chai rồi nuôi nó, mà hình như là làm như là chú cũng thương chú á. Dạ. Người ta bị tai biến người ta đi cũng được, người ta cũng nằm chỗ mà chú đi được mà cũng có nghề làm là cái nghề đi lấy chai. Nhưng mà cũng may mắn được người ta thương, người ta cho nhiều. Cách được 4 năm đó, chú làm một tháng là 5.000 đô. 5.000 đô. Dạ. Cách đây 4 năm. Chú vừa là thông dịch, vừa là phiên dịch 3 thứ tiếng. Là chú biết 3 thứ tiếng. Đó, thì nghe mọi người nói là tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Campuchia. Tiếng Campuchia. Phiên dịch đó chú ha. Con biết thông dịch là nói chuyện trực tiếp, phiên dịch tới trên mặt giấy tờ nữa. Dạ, vừa thông dịch vừa phiên dịch. Cách từ 4 năm mà chú làm cho công ty Mỹ, không có làm cho Việt Nam. Buổi sáng là 5.000 đô. Dạ. Tự nhiên bị tai biến là lý do tai biến là nó do cái gì chứ? Chắc do mình ăn uống hay là chú là ăn sướng như vua, còn gì là khổ. Chú làm 5.000 đô một tháng mà không biết là 5.000 đô Mỹ, chú xài đô Mỹ mà chú xài tiền Việt Nam. Vợ chú rồi đó, nó không biết làm gì luôn, nó giữ tiền nhiều quá nó. Ngày xưa đi làm chú chỉ đi làm nhưng rồi sau rồi bị tai biến mới không làm được nữa đó hả Đó, chú? Rồi mấy công ty cho một số tiền á, cho mình nghỉ luôn chứ biết sao giờ. Đang bị đang không phải là hồi xưa, mới cách đây 4 năm mà cách đây 4 năm mà bị tai biến.
Mà hồi xưa nghe mọi người nói chú hồi xưa là khá lắm, là có mua được mấy cái nhà luôn, xong sau phải tiền đường trần xuân soạn á, nghe trần soạn nè. Dạ. Là cái bị tai biến này là mới bán hết, biết làm bệnh viện một ngày là 3 triệu cái phòng cấp cứu mà. Một ngày là 3 triệu mà nằm 6-7 tháng rồi tính rồi. Yeah. Hai căn nhà bán được ít, đúng là 3 căn mà có bán đứt luôn, vợ chú bán đứt luôn, không đủ, cũng không hết. Thế vợ chú mới bác sĩ bây giờ kêu bây giờ không tiền nằm nữa, giờ cho ông về với ông chết rồi cho không sống. Dạ. Thôi về, vợ cứ khóc quá trời khóc rồi, về tưởng chết mà cuối cùng không chết, vẫn đi không được, dần đi về cũng nằm là lúc đó là đâu có nhà cửa gì, đi mướn rồi vợ cứ mướn chợ cứ nằm. Chú gọi là không biết gì hết. Sao rồi cứ từ từ tự nhiên ngồi từ từ đi được. Lâu lắm rồi vẫn đi được. Đi được chú tức quá giờ. Đi được mà bây giờ cũng làm cái gì vậy? Có tiền cũng giờ không có gì hết. Mới nghĩ là chắc mình đi lấy đi chơi. Dạ. Và cái từ đó đến nay là cái ve chai nó gắn bó với mình suốt hơn 4 năm nay luôn. Dạ. Chú giờ bây giờ chú còn nhớ mấy cái tiếng đó được không chú? Còn kêu mấy người Pháp, người Mỹ nói chuyện với chú. Dạ. Tức. Quá tức. Vậy chú có dạy cho bé ở nhà mấy không? Không dạy hả chú? Ở trường nó dạy. Ở trường dạy, chú có dạy thêm cho em đúng không? Tiếng Anh nó giỏi lắm á. Dạ. Yeah. Nhiều khi nó nói chuyện với ông ngoại bằng tiếng Anh. Giỏi vậy? Ông đố ông ngoại nghe. Giỏi lắm. Trường nó bây giờ là giáo sư Mỹ dạy. Dạ. Yeah. Người Mỹ dạy. Cái trường đó là nghe đâu có người xin vô cho bé hay sao chú? Công an phường. À, công an phường xin vô cho bé. Dạ, cũng đỡ quá. Có cái đóng học phí hơi cao nhưng mà kệ, thôi nghe nói bé nó học giỏi. Chú vậy là cái lúc mà chú nằm bệnh viện là con bé nó có chưa chú? Có rồi. À, có rồi hả? Dạ, chú. Nó phải vô bệnh viện với chú rồi. Dạ, chú bị tai biến 4 năm mà bé 6 tuổi rồi. À, nghe chú kể là kia bây giờ cái phòng trọ là phải thuê 4 triệu các bạn. Đây, mình quay cái phòng trọ cho các bạn coi. Cái phòng cũng rất là nhỏ thôi, không có gì hết. Đó. Nhiều đây là còn cái gác bên trên. Rồi hết. Vậy nhưng mà 4 triệu tại vì ở cái khu này thì cũng mắc. Khu này gần chợ Tân Mỹ á. Đúng rồi. Ra chút xíu là ra tới đường Nguyễn Thị Thập. Dạ. Và vợ của chú thì bây giờ là phải đi bán làm 4 căn là 4 triệu á, mình mở mình đi có người khác vô là 4 căn 4 triệu là sao chú? 1 căn 4 triệu. 1 căn 4 triệu chứ không phải là 4 căn 4 triệu đâu. Đấy là chú nói 4 căn ở đây 4 căn đó. Căn 4 triệu. Người khác vô thuê liền à? Thôi tức khác. Dạ. 4 triệu thì mình thấy cũng chật à. Còn nhỏ nhưng mà cái nhà này á, chú ở đây là chú ở đây là 6 năm rồi. Dạ. Lúc trước cái nhà này không có gác. Dạ. Ở nhà này nó thấp á, ở ngoài nó cao, mưa nước chảy vô, mưa rồi nó tràn vô nhà. Dạ. Đó, chú không có cái giường. Chú lấy cái này hồi xưa là nó ngập rồi chú. Khu này hồi xưa nó ngập. Nửa đêm mới luôn đi. Ông ngoại, nó ngập rồi.
Lucy. Chú bé tên Lucy hả chú? Lucy. Còn tên đi học là tên gì chú? Nguyễn Ngọc Bình Nguyên. Nguyễn Ngọc Bình Nguyên. À, tên nhà tên thường gọi là Lucy, ai còn giờ có bé Lucy. Lucy à? Lucy là cứ đặt cho nó hồi nó mới thành bây giờ. Sao dạ. Đặt Lucy vậy chú? Đặt theo tinh thần của Pháp đó. À dạ. Tại con cũng không có cho nên con cũng không có hiểu. Dạ. Chú bây giờ ví dụ kinh phí mà của cả gia đình mình á như vậy thì nhiều cái lúc mà nó kiếm hơi khó thì tiền đâu mà trang trải chú? Ăn uống chú nhờ nó, chú tối ngày uống ba cái cà phê sữa đó, còn cơm á của Lucy đi ra mình mua hộp cơm 20 ngàn đó, bây giờ chưa mua. Dạ. Lát 5 giờ như vậy đó. Nó phải có hộp cơm này. Chú này. Chú uống cà phê không vậy các bạn? Dạ. Nó chú uống gì? Dạ, uống ly vậy. Vậy vậy đây à? Một tháng vậy là gia đình mình cũng phải nào là tiền học cho bé rồi à? Tiền mình sinh hoạt nữa chú hả? À quên nữa, chú nói là tiền học của bé là hết 4 triệu á. Rồi tiền nhà. Dạ, tiền học, rồi tiền nhà, rồi tiền sinh hoạt, vậy là cũng nhiều. Cũng bồn tiền á. Mẹ bé có gửi về cho chú để giúp thêm không chú? Mẹ nó bị, chú bị tai biến, mẹ nó bị hiếp dâm. Dạ. Chú không có thương được, chú bị tai biến cũng không được. Lúc khi 6 tuổi mẹ nó, năm nay con mới có, mẹ nó 21, nó bị hiếp dâm, năm 15 tuổi. Dạ. Là cái người ta biến rồi, dạ. Chú nằm bệnh viện rồi, khóc. Chú nhiều con gái không chú? Có một cái chị đó nè, dạ. Dạ, chị đó đi làm ở bên đó, nhưng mà có về thăm gia đình chú? Lâu lâu nó về, 3-4 tháng, 4-5 tháng, sáu quay ra. Dạ. Chú hồi xưa làm vừa làm phiên dịch mà vừa làm thông dịch đó các bạn. Cả mấy thứ tiếng luôn á, nhưng mà sau cái biến cố cái thì mọi thứ nó còn tiêu tan hết theo bệnh tật ấy. Chú còn kể là chú vừa rồi chú bị cái chân á, vì nó nứt cái xương chân á, tốn hết mấy chục triệu, 70-80 triệu rồi. Bây giờ là chú cứ ngồi ở nhà đợi Lucy nó đi học về, xong rồi hai ông cháu là đẩy xe ra ngoài là xin ve chai của mấy người buôn bán ngoài chợ, họ để sẵn á, họ cho hai ông cháu. Có gì chai gì cô? chú có gì chai chú? Mà hình như ai cũng thương bé chú hả? Thấy gì trai mà nó nói chuyện tiếng Anh luôn. Vậy chú đẩy bé Lucy đi là từ nhỏ luôn đúng không chú? Từ lúc mà 3 tuổi hay? Ghép của nó rồi đó. Dạ. Nếu như ai bây giờ hỏi lại cái quá khứ của chú có buồn không? Hai ông cháu đi xin ve chai rồi này các bạn. Kéo này giùm anh nhé. Để. Anh biết à? Hai ông cháu đi về ông chú hả? Ai...
À, con đi đi đâu hả? Bye bye. Bé Lucy nè các bạn. Bé rất là dễ thương. Đây bé cùng ông ngoại đi xin ve chai đây. Chú là con ăn đồ thì sao? Còn gì? Ví dụ có gì con ăn con cầm tay thì sao? Thì hỏi. Làm đói. Về nhà con rửa tay rồi ăn cơm. Khi nào mới về? Chút nữa. Chút nữa về. Thôi được. Con sẽ bỏ cái vô trong cái này. Thôi dơ lắm, dơ tay lắm. Thôi con nói, chú nói con nghe, chú không thương đâu. Chú không bỏ tiền luôn. Hả? Chú không bỏ tiền. Bỏ xì thôi, bỏ xì luôn. Kỳ đúng không? Kỳ sao? Nói phải nghe lời chứ. Em bé nói chuyện phải nghe lời chứ. Con chơi thì về ăn rửa tay. À, vậy thôi con chơi đi. Con chơi đi. Chơi nhưng mà tay dơ quá à. Tay dơ về hổ tao. Khi nào về? Chúng hả? Ừ, vậy cho con chơi. Con hỏi ông ngoài chưa? Hỏi ý kiến ông ngoài chưa? Ông ngoài cho chơi không? Hỏi chưa? Thôi đừng nữa. Chúc mà chú mua cho trai nha. Ngoan đi. Chút tới siêu thị chú Thảo mua cho. Thôi đừng người nữa. Lucy nè, lớn lên con thích làm cái gì nào? Cô giáo. Làm cô giáo. Làm cô giáo rồi làm gì nữa nào? Làm cô giáo. Bác ơi. À, con thích ăn cái gì nhất nào? Con thích ăn hamburger. Hamburger, có gì nữa không? Bánh hấp đốt. À, bánh hấp đốt. Con được ăn chưa? Lấy tay bị dơ rồi sao? Dơ cái nhà cái tay giống mí hả? Lại làm một lâu đài. À. Mẹ con đâu rồi? Hả? Mẹ đâu? Mẹ con đi bụi rồi hả? Con có nhớ mẹ không? Hả? Con thương ai nhất? Ông ngoại, bà ngoại. Ông ngoại, bà ngoại. Bà ngoại đi đâu rồi? Ở nhà. Bà ngoại ở nhà hả? Dạ, con sẽ viết một cái gói. Cái gì vậy? Mắc cười không? Đâu, đã viết được đâu. Dạ, mắc cười không? Gói con viết đẹp không? Đẹp. Con viết xấu quá rồi. Cái này ai mua cho con hả? Nhớ. Con có thích không? Nhớ mũi. Nhớ mà nó. Chơi này mà dơ.
con đổ cái nước đó đi, con đổ cái nước đó đi, đổ. Ừ thì rửa tay đi. Rồi đưa cho ông ngoại. Không đưa cho ông ngoại. Con đói bụng chưa? Mấy giờ con mới đi ngủ? Con làm cái gì vậy? Nhanh lên. Nè, lên xe ngồi đi, chú thương, chú mua nước, nhanh lên. Ngoan, nghe, đúng rồi. Giỏi. Lên xe đi. Chú thương con nè. Nhanh lên, con lên xe đi. Thôi đi bộ mỏi chân, tối về ngủ mệt. Chứ thôi đi bộ thì đi. Đi bộ thì đi. Đi. Đi với chú, đi bộ đi với chú. Đây. Chú vòng con. Thôi, chú vòng, chú đang tay bận máy quay nè. Hả? Chú đang bận quay phim con nè. Thôi chú về chung cầm. Đâu, chú quay chút xíu nữa là chú dẹp. Đi, mình đi. Đi, mình đi. Kêu ngoài đi. Người ta rao cái gì hả con? Đâu, quay đang quay con mà. Cảm ơn cô đi. Chú thương. Rồi cô cho kìa, lấy đi rồi. Cảm ơn cô kìa, nhanh lên. Nhanh lên. Rồi chú thương. Dạ. Có gì cho chị ha. Dạ. Dạ. Đây cô cho này, nhanh lên. Cảm ơn cô đi. Rồi. Cảm ơn cô đi. Cảm ơn cô đi. Con cảm ơn cô đi. Sao không quan tâm, hồi nãy giờ chú đi theo quan tâm con chứ quan tâm ai? Nãy giờ ai quan tâm con nhất? Ai mua nước ngọt cho con? Ai mua bạn cho con? Không mà hả? Phụ phàng gì trời? Con mua đúng rồi, con mua mà không phải chứ không mua đâu. Nhưng mà ai trả tiền? Vậy thôi chú đi về nha. Chú đi về nha. À thôi chú uống rượu luôn. Chú đi về nha. Nói chú không quan tâm mà. Vậy thôi chú đi về đây. Chú về chú lo em bé ở nhà chú đây. Ngồi ở ngoài vậy? Thì con ngồi khi nào vừa thì con về nhà. Vậy thôi chú về nha. Giờ sao, hết giận chú chưa? Nếu con giận thì sao? Con giận thì chú đi về. Con giận á. Thì chú đi về đây. Con hết giận thì chú chơi với con. Giờ sao? Chú thấy con bỏ mẹ là con... Chú thấy con mở miệng là con hết giận chú rồi. Còn chú thấy con vẫn còn hết miệng lại là con vẫn còn ok. Rất là cưng luôn á. Mở miệng sao?
quý vị cũng hết bao xì hay con vẫn còn giận chú? Hết rồi, vậy mới ngoan chứ. Thôi con uống sữa đi. Để tiền cho chú kia kìa. Nhưng mà nhà này không phải của chú. Ông ngoại đưa tiền à, để ông ngoại đưa tiền mua bánh cho con ăn hả? Đưa tiền cho ông ngoại đi, ông ngoại con đi đến cái dốc đó kì đó. Để chú đưa cho. Đến hỏi đây rồi. Không được. Đâu, để nó rớt làm sao? Con dẫn cho. Con chú tắt rồi con dẫn. Ai quẹo lên trên. Đúng rồi, nó vòng cung đẹp á. Cái gì mất rồi trời. Bánh ai cho con hả? Ô kia mà con cảm ơn cô chưa? Con ngoan rồi. Cảm ơn cô, chứ ai cho cái gì là phải cảm ơn nha. Con ngủ luôn hả? Dạ bộ con ngủ xong đó. Dạ bộ con ngủ chú đi lại. Chú làm xong không dậy xong đấy. Dạ bộ à, chú dạ, dạ bộ đi lại nha chú thôi. Ai ngủ nhà tôi vậy? Dạ bộ con lén chứ nhà chú ngủ xong à. Ai ngủ trong nhà tôi vậy? Ai ngủ trong nhà tôi vậy? Rồi sau đó chú đuổi ra ngoài ha. Rồi đi ra ngoài đi. Ủa chưa mà giả bộ. À giả bộ. Giả bộ con lén chờ nhà chú đi nấu ăn đi. Rồi. Giả bộ lén chờ. Lén chờ. Rồi ăn xong rồi đó ngủ rồi đúng không? Rồi bắt đầu vô nha. Trời ơi đồ ăn đâu đầy quá rồi, ai lấy ra ăn hết vậy? Ôi ai ngủ đây vậy? Hả ai ngủ đây vậy? Đi ra khỏi nhà tôi. Sao không? Nhà tôi mà. À tôi sẽ lén đi nhà người chị ngủ. Vậy hả? Bé là bé nào? Ta là bé Lucy. Lucy bao nhiêu tuổi? Đi, tôi sẽ đi ra khỏi nhà. À đi ra khỏi nhà. Thôi ngồi đó ăn đi, chú cho ngồi đó ăn đó. Ngồi đó ăn được á. Tại sao chú đuổi ra ngoài con đi ra nhà đi. Không, ra không đuổi, không đuổi. Cho con ngồi nhà chú đó. Thôi bây giờ chú đi về nhà lo cho em bé nha. Mai mốt chú qua con chơi tiếp nha. Đồng ý không? Lo em bé, mai mốt chú lo con. Lo chứ, nhưng mà bây giờ chú phải khuya rồi, chú phải về lo cho em bé cái đã. Nè, cô đó chờ rồi kìa. Đó, đi xe máy về. Mai mốt chú qua nhà con chơi sau nha. Chú mai mốt chú qua chở con qua nhà chú chơi. Ok, rồi bắt méo nè. Bắt méo gì? Rồi thì ý là mai mốt chú hứa rồi, chú mai mốt chú qua. Chú qua ai? Qua nhà con. Qua nhà chú à, đúng rồi thì chú qua con nè, con chú mới chờ con qua nhà chú chứ nha, mà phải ngoan nha. Về cô la chú về. Sao la được em nói về nha, rồi cô la chú kìa, cô đâu có la đâu. Chú về nha, mai mốt chú qua nhà con chơi nha, con phải nghe lời ông ngoại nghe chưa. Dạ. À, rồi bye bye chú đi. Bye đi. Bye bye con. Bye bye Lucy nha. À chú cho con coi mà. À rồi đây giờ chú tắt rồi chú mở cho con coi nha.